cái cầu vồng à? Chào em ơi, chị ạ. Có thể chơi thế này à? Không phải hả? Ôi đây đây, có phải là sáng mai cô sẽ được ra cô sẽ làm cái này không phải đúng đấy. Mai em phải dạy một cơ chín giờ không sao à? Và đến mai 12 giờ kém năm chúng mai em sợ rằng nó sẽ chữa bài cho sinh em bài thành ra 30 phút. Cái công ty hôm em đưa thì con không thể không vào như thế con làm hả? Đây chúng chính là đang làm đến 30 11 nhưng mà anh nhá. Làm đi con để cô phải qua được các vòng thử luyện 15-16 vòng đấy. Thế là cái vòng nó cứ quẩn quẩn cái động cái khổ khổ khác. Bây giờ em thấy là mấy thế à, đâu là vào đấy nhưng mà về nhà không làm đấy đâu, về nhà không mấy đúng rồi. Tôi còn cần phải sát sao hơn chứ còn trường mỗi một tuần đề là học một tuần đề, chị ạ, mỗi tuần đề là có một tuần đề cho làm nên nên này bây giờ đang quận về nhà là đề như vậy đúng không? Trong một tuần cấp quận là cách mấy tháng? Không một tháng mà chị. Đấy một tháng thôi. Tháng một luôn. Chị tập quen, lúc đấy con nó cũng sẽ không phải ôn thi gì cả, nó sẽ tập trung được hơn. Nó chưa có một mẹ thì con bé đến đây nó ra nó làm không biết cái gì hết. Không thể nói chăm. Rồi thì là 1990 điểm. Chăm lắm. Bài nó là cứ sai hồn lại. Cứ 2.000 điểm nó, 2.000 điểm nó thôi. Đấy. Sự chăm sử nó hiện rõ luôn. Đúng rồi. Đấy như trường Hà cũng nhiều bạn cũng giỏi lắm đấy, em thấy các em bạn ấy đấy các bạn đi lên một cái là các bạn ấy đấy bình thường rất là đúng đoạn đứng đầu nhưng mà đến vòng cuối là các bạn bật lên ngay đấy thể hiện. Ừ, chào em, các bạn bật ngay làm không cố gắng thì cũng không thể được. Mà để bạn mất thời gian học nhiều cái môn hơn môn phụ quá. Đấy cái môn đấy là bạn mất thời gian học nhiều lắm. Chị cũng bảo là những cái môn đấy chỉ bỏ ra khoảng một tiếng từ mới một tiếng thôi. Giả sử một thầy cô ở trường mà dạy nó rồi nó mà vào đồng luôn thì nó phải học nhiều như thế. Ở đây mấy bạn này tổ chức chưa được rồi nhiều. Ngày xưa bọn em học ở trường chuyên nên là các môn sử địa các cô giảng thích lắm, nghe kiểu như là đang nghe cái câu chuyện ấy. Mấy đâu. Alo em à? Em đi vào ngách nhưng không thấy cái xe màu đỏ nữa, còn em lại xe Attila màu đỏ. Ok, đi. Ê, nó chị ấy không muốn ngồi hả? Cường, nó còn cái đề thôi nhá. Bài từ mấy giờ con? Bài của cô. Hiểu. Tháng này em nghĩ là con sẽ vào vòng cấp trường thôi. Đấy chỉ cho con được đi thi cấp quận thôi. Phải cố gắng. Cái này sao cô không có ra được? Cái này bị cắt rồi nè, kéo.
cũng tất cả về nhà con thì về nhà thôi. Rồi cái mẹo mà cái số mà dân lên đấy quan trọng luôn, mà nhiều người ăn qua thời điểm nhỏ chắc là người ta sẽ qua người khác rồi. Không, nếu là đến cho mang quy quy trường bình thường cô đọc chưa làm đi lại. Alo ạ. Cảm ơn ạ. Chị ơi, em tìm được một căn ở trung tâm rồi chị ạ. À, chính căn đấy chị. Em đen.